đây là một dự án mà đầu tư rất là hiệu quả, hoặc là mình có sinh sống thì sau này cũng đầy đủ tiện ích. Thì hơn nữa thì Đồng Nai sau này thì về tương lai rất là phát triển, ví dụ như là đường cao tốc hoặc là sân bay, thì mình nghĩ rằng đây là một cái dự án rất là tốt để có thể gia đình nào đó đầu tư hoặc là sau này về sinh sống. Thường những dự án nhà của Novaland thì khi mà xây dựng thì nhận thực tế thì rất là đẹp, mình được nghe nó như được lake view thì nó cũng rất là đẹp. Thì mình hy vọng là Aqua City này nhà khi mà giao bàn giao thì nó sẽ đẹp như là cái hình vẽ bản vẽ.